Nhìn nghe tung dữ lắm nha. Nhìn nó tung tung ghê luôn á. Đó. Nó hí hí kìa. Quá quá quá. Cá bự vô nó quậy xúc cây luôn nè. Rồi. Ui. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Thì hôm nay Dương tiếp tục lại đi thăm lời nha cô chú anh chị. Thì hôm nay Dương sẽ đi thăm lời ở khu vực Long Thành nha. Thì hy vọng là hôm nay sẽ có cái thành quả khá khá nha. Hôm nay nước lên nhiều rồi. Thì hiện tại Dương đang tới cái bãi lời Dương đặt rồi nha. Thì để Dương quay vô đây cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì Dương thăm cái lời đầu tiên coi. Hôm bữa thì ở đây nước cạn lắm, nhưng mà mấy hôm nay người ta bí nước lại á. Nước nó đầy nhóc luôn. Cái lời của Dương không biết nó nằm xíu mô xíu địa nào rồi nè. Rồi nó thấy cái lời rồi. Thì như cái lời đầu tiên của Dương mất rồi nha. Thì cái lời đầu tiên của Dương, bỏ ngát lắm mà. Dạ, nguy hiểm quá. Mấy thằng khốn này. Rồi, thế là mắc một cái nha. Mình tiếp tục. Rồi, thì mình mắc bao nhiêu cái nha. Cái này còn không sao. Một con cá lóc. Cái lời đầu thì mất rồi. Wow. Cá lóc con cá rô. Dường sẽ bắt con cá lóc thôi. Rồi hôm nay cá nhỏ vô không bắt, được bắt cá lớn thôi nha. Cá lóc nó bự hơn. Ốm. Dương sẽ dời cái lò này vô trong đây luôn đi. Nước đầy cá nó lên mé rồi. Tiếp tục. Tiếp tục thôi. Giờ mất cái lò hơi buồn xíu nhưng mà thôi không sao. Ta ham thì ta lấy thôi. Cái này vô con cá phi chích queo rồi, sao kỳ vậy? Con cá lóc nữa. Con cá lóc nữa. Mà sao cá phi nó chết ta? Mình bắt cá lóc đi. Nè, cá phi này vô sao nó chết nè. Hôm nay nước lên này có cá nhiều. Cá phi này chắc là nước đầy quá là mình dằn á, dằn kính quá nó không thở nổi, nó còn nó chết chắc vậy quá. Rồi, ok, cái là Dương đặt kính lắm mà chắc có người thăm hay sao mà nó dở lên, nó lộ lời luôn. Tiếp tục thôi. Giờ vô trong nào nè. Tại hôm bữa lên nhặt nó ở đây nè. Bây giờ qua bên này. Khui. Đây là nước. Mà này nước đầy quá, có cá nữa. Bây giờ vô mé đi. Nó lủng. Nước bữa sâu lắm bữa nay à. Nó ngập lên hết trơn. Là nên đặt cho nó chết này. Nước này, ô sao nổ phiêu lên vậy. Cá bự vô hả?
có sạc không? Có con gì lỗi này, thằng lằn. Thôi thì Dương bây giờ Dương cũng kẹt này nha. Ủa Dương đặt bên đây nè, sao giờ nó trôi nước lên, như nước lên nhiều quá, nó trôi dạt qua đây. Rồi, để nó đi. Xích bên kia sau này nó qua tới đây à. Nó nổi đầu lên, chắc có cá bự. Đó nó. Ôi, ôi. Dương nghe tung dữ lắm nha. Dương nghe nó tung tung dữ lắm á. Nó hí hít ra. Qua, qua, qua. Wow, ba con cá lóc bự, hai con cá rô luôn cả nhà ơi, ba con cá rô luôn. Ôi cá rô bự ghê luôn nè, này bắt con cá rô luôn đi, bự quá không bắt sao là bắt ổn. Xíu nó xảy cái lóc bự nữa. Tôi đi ghi là cái lò này có cá bự lắm nè. Và cái u mày. Đây cái lò mà nó nổi lên nó nghiêng bên, không là không có bự. Cấp huy à, bắt để luôn này. Đi đâu khi đang cắn gì ta? Nước lên luôn, cá nó xem theo cái đường nước này nó lên á. Thì Dương đặt theo cái đường này chủ yếu là cái đường dưới cá nó theo nước nó lên nha. Đây hôm bữa mình đặt ngay cái lùm cây này nè, lấy cái lùm cây, lấy cây đậy lên luôn nè, rồi ngập lúc luôn rồi, có chắc cũng chết queo luôn nè. Sống gì nói, sống đè quá đè rồi, trời ơi rồi vậy. Trời ơi, một cái lợ, nguyên cái lợ cá luôn, chết chân luôn nè, trời trời, trời ơi, lóc cá chê cái gô chết chân luôn nè, ui vui, một con cá chê, con cá lóc, cá gô bậy, chết chân lên, trời ơi trời, quá trời uống rồi. Hai con cá lóc luôn. Thì mới đây trời cũng sắp sáng rồi, chú anh chị mình ơi, không bắt được mấy cái lờ thôi là trời sắp sáng rồi. Trời Dương canh thủ nhích lên được. Dương ở ngoài kia bây giờ vô đây rồi đó, à, vô con tôm một chiếc que rồi. Đây giờ không có cá đâu, nước sâu có cá lên ruộng hết rồi. Vô con tôm mà nước nóng quá nó chết rồi. Thì sẽ có cá đó. Bữa cái lò này bị lủng mấy lỗ nè. Nhưng ơi có cá nha, cá nhiều nha. Cá gì? Ấy con nè, sao tung dữ vậy? Này là này lủng mấy lỗ luôn nè. Nhưng còn cá này chịu chui lại ra luôn á. Thì sao cá nó không ra được, không biết nó chắc mới vô vậy. Cái đường này đừng qua lại. Cá nó đi lắm luôn.
lên. Cái vỏ này tính sao? Cái túi nó lại tại như này nè. Cái vỏ này nguy hiểm lắm. Bữa sau Dương sẽ đem cái đồ thủy giá được. Giờ đi. À, giờ thấy có nước cũng quậy nước, nước này có cá đó. Dạ. Ui, trời ơi. Ngon vậy. Tính không cá giờ là đi. Tính là không có cá gì về cái lò này đi mà giờ mình cặp cái lắc luôn bụng luôn á bụng vậy à, tính không có cá lóc không có cá bữa đó đặt cái bữa đó giờ nó cạn á không có cá Dương nghĩ là chắc không có cá nên bỏ cái vỏ ngoài đi về cái lò đi lấy cái lò này ra đang về đi luôn này về có cá lóc bụng luôn cặp cá bự luôn trứng không luôn ngon ghê luôn nè. Rồi, cái lò này Dương sẽ để đây đi một tí Dương sẽ kiếm chỗ đặt giờ mình tiếp tục đổi lại cho đám chùm bát chứ bây giờ rồi cũng ướt mình luôn con đây nè ôi giời ôi ôi đi vậy, ôi, đi vậy, sao sao, đi vậy, ui ui, cặp cá lóc chút xíu, ba con cá lóc, nó bự nha, mà nó tung cái ghê vậy, ba con cá lóc nó bự mà, nó tung làm cái ghê vậy. Lóc, con chừng cái. Ghê luôn kìa. À, bắt cái gồ này mập quá. Cái là lũng lũng của Dương bữa hổm Dương giờ lên rồi. Mà để Dương vớt. Dương giờ lên trên này thì hỏi. Rút trùm bát như vậy. Như ở đây á. Anh coi đúng không? Đúng rồi, nó đây. À xúc. Nhờ cái Dương thấy cái lợ nó méo bên xúc cây luôn rồi. Cá bự vô vậy. Cá bự vô á. Đó. Rồi. Cứ vậy. Cá bự vô nó quậy xúc cây luôn nè. Rồi. Ui ba con cá khủng ba con chà bá luôn nha nè nè ôi ba con hàng chín làm xúc cái cây luôn nè để vô nghe đem lên bên bờ vô bắt nha cái này sảy thủng lắm hôm bữa là ngay cốc dừa nè và à, nó bị chuột cắn rồi Dương đổi cái lợi khác lên về lên đây nay vô cái lò này nay cái lò này lên bây giờ nó ngon quá ông chích Dương thì phải bây giờ ông như như quần ngay của ông à quýnh rồi chạy 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 ngồi như ông luôn nội dậm ngay nhà người ta kêu người ta đứng đánh
vô da hết mũi rồi, dậm ngay ổ con lát luôn. Nó bắt được con cá ha. Wow, cá này bự không nè. Rồi Dương sẽ đặt cái lò này lại ở đó nha, nhưng mà đi né né nó chút được. Không quýnh được. Này lò hơi cực ạ. Đúng rồi. Lò như này đây nè. Cái lò khô gan nó cá quá. Cái lò là có nước quẩy rồi. Lại ướt nhẹp cái lò cá. Cái này có sạc không à? Con cái cô phi bự này, mình bắt cá phi bự này đi. Nó cũng thấy nó cũng đờ rồi. Rồi. Nguyên dục ra ngoài luôn rồi. Nó ở đâu rồi, nó còn đây không? Chạy đâu rồi? Hình như là xuống đây. Hình như là xuống đó ra đi, đi ra đi luôn rồi. Thôi, mình sẽ đặt cái lò lại nha. À, cái này cái lò này giống lần nữa cái sạc luôn ạ. Bảy lò này Dương cũng còn mấy cái lò nữa không ạ. Cái này mới ngập dữ ta. Rồi cá vô ở hên nổi còn nổi. Cái không có cá. Ôi cái gô chết như vậy. Trời ơi. Chết trơn rồi. Do nước sâu quá nè. Học chết trơn rồi. Đặt cái lên lại đây nha. Rồi đây sẽ cái mé xíu. Hôm bữa đây là không có nước luôn á, mà nay ngập tới lưng quần luôn. Ê sao cái lò nổi lên. Mình đặt cái bữa nha. Chìm mà sao giờ nổi lên như vậy. Hy vọng có cá coi. À cái rô với cái phi. Thì cái clip thăm lò của Dương tới đây hôm nay là kết thúc nha. Tí Dương về Dương sẽ đổ cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi chúc cô chú anh chị buổi sáng vui vẻ nha. Cá tung rồi. Đi về cái lò vô trong cái rồi mình về. Thì Dương vừa về tới nhà nha. Thì để Dương sẽ đổ cái quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm nay thấy ngọt lắm ạ. Đây là cá lóc nè. Còn mấy cá rô ở trong này thì Dương để riêng như này nè. Chai. Bắt mấy cua lại thì đây là cái thành quả của Dương này, chắc hơn 2 kg lóc rồi. Đây cá bự nha, cũng có cá bự bự không ạ. Cái video của Dương tới đây kết thúc nha, hẹn cô chú anh chị video sau nha. Thì hy vọng là lần sau Dương sẽ thăm khá hơn xíu. Rồi, Dương bye bye cô chú chị nha.